chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng, hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ Năm ngày 9 tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Biên Hòa bắt nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm hơn 450 triệu đồng. Táo tận dùng dao khống chế lái xe Grab cướp tài sản. Đồng Nai, một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bao rác. Mở đầu là các tin tức an ninh trật tự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1999, Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1996, Tấn Hoàng Vũ, sinh năm 1999, Phạm Trung Nguyên, sinh năm 1997, đều ngụ tỉnh Đồng Nai. Tất cả không lo làm ăn mà kết thành một đội chuyên đi trộm cắp tài sản. Điều tra ban đầu xác định tối 3 tháng 3, các đối tượng nói trên đã đến nhà anh Chu Tiến Tùng, ngụ khu phố 6, phường Tam Hiệp để trộm tài sản. Các đối tượng lấy khăn che camera an ninh rồi dùng kìm cộng lực cắt khung rào bằng sắt và các khóa cửa chính và đột nhập vào trong nhà lấy trộm tài sản. Tổng tài sản mà chúng lấy trộm là hơn 450 triệu đồng, gồm vàng, trang sức, máy tính và tiền mặt. Sau khi trộm tài sản, các đối tượng đã trốn thoát và chia nhau tiền tiêu xài và cất giấu nhiều vàng trang sức tại nhà Khoa. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ các đối tượng. Hiện công an đang truy bắt đối tượng tên Mạnh có liên quan trong vụ trộm này. Táo tợn dùng dao khống chế tài xế Grab cướp tài sản. Thưa quý vị, hôm qua, công an thành phố Biên Hòa cũng đã tạm giữ Võ Văn Thành, 22 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 3, anh Nguyễn Trương Trọng Nhân làm nghề tài xế ô tô Grab. Sau khi chở một thanh niên khoảng 20 tuổi đi từ phường Hiệp Hòa đến khu vực khu phố 8, phường Tân Phong, thì anh bị đối tượng kề dao vào cổ, cướp số tiền gần 1 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, công an phường Tân Phong đã phối hợp với trinh sát, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa truy bắt đối tượng. Đến sáng qua, các trinh sát hình sự đã xác định đối tượng thực hiện vụ cướp là Thành nên tiến hành tạm giữ để lập hồ sơ xử lý. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Công an huyện Nhân Trạch vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm Trần Bá Thịnh, 28 tuổi, Phan Tấn Cảnh, 27 tuổi, Tống Thành Nhân, 24 tuổi, đều ngụ tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Hữu Hiếu về hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Thịnh, Cảnh, Nhân đã hai lần đột nhập vào nhà anh Nguyễn Quốc Thịnh, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, lấy trộm 4 xe máy rồi bán cho Hiếu, một xe máy trị giá 3,5 triệu đồng, một xe máy cất giấu tại bãi đất trống xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch. Hai xe máy còn lại đem đi bán tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Lúc lưu thông đến khu vực quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra. Sợ bị phát hiện hành vi trộm cắp nên Bá Thịnh đã tăng ga bỏ trốn và tông trúng xe đặc chủng của cảnh sát giao thông nên bị khống chế bắt giữ. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là gần 92 triệu đồng. Ngoài bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Trần Bá Thịnh còn bị công an quận Bình Thạnh khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Riêng đối tượng Cảnh đã bỏ chạy và mới bị bắt giữ. Đáng nói, hai đối tượng này đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ. Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai cho biết, tối qua bệnh viện này đã tiếp nhận một bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg bị bỏ rơi, dây rốn chưa cắt và bị kiến cắn nhiều. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ tối qua, một người dân ngụ tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu đi tập thể dục, phát hiện có tiếng khóc của trẻ em ở bao rác bên hông nhà hàng xóm. Em bé bị bỏ trong một túi ni lông bịt kín, cơ thể tím tái, máu vẫn còn dính trên người, không có khăn quấn hay quần áo và bị kiến bô đầy. Sau khi quấn khăn ủ ấm cho bé, người dân đã báo công an và đưa ngay bé đến bệnh viện để cấp cứu. Bé gái được sơ cứu, cho bú sữa, cắt dây rốn. Hiện tại bé đã được đưa qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai theo dõi, chăm sóc. Một thông tin rất đáng quan tâm nếu quý vị là người đang tập yoga. Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến chị NTTH, sinh năm 1996, trú tại thành phố Đà Lạt, tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên dải dây tập bằng vải tại một phòng yoga trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt. Trước đó, một học viên tới phòng tập trên thì phát hiện chị TH đã tử vong tại phòng tập. Tại hiện trường, chị H bị dải dây tập bằng vải có đầu mối treo trên xà nhà, thắt xiết ngang bụng, hai chân sắp chạm tới mặt sàn,
Nhiều người có kinh nghiệm tập môn này cho biết, rất có thể trong lúc luyện tập, các động tác liên quan tới sợi dây trên, chị H đã bị sợi dây xiết, thắt ngang bụng, trong khi chân không giẫm tới sàn nhà. Điều này dẫn tới tình trạng nạn nhân bị sợi dây gây ngạt thở và tử vong. Được biết chị H là người luyện tập yoga từ nhiều năm qua. Hiện chị đang chuẩn bị thi cấp chứng chỉ hành nghề huấn luyện viên của bộ môn này. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, xử lý sai phạm trong đăng kiểm nhưng không được ảnh hưởng đến người dân. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an vào chiều qua để xử lý tình trạng ùn tắc trong hoạt động đăng kiểm. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết cả nước hiện có 61 trên 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, chủ yếu để phục vụ công tác điều tra các hoạt động nhận hối lộ. Đáng chú ý, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tới gần 50% số trung tâm bị đóng cửa, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm ngày càng nghiêm trọng. Khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí có tháng chỉ đạt khoảng 30%. Thông tin về một số kết quả điều tra bước đầu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cho biết đây là những sai phạm, vi phạm mang tính hệ thống, không chỉ do thiếu kiểm tra, giám sát. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo một số bộ ngành đã kiến nghị giải pháp cần tập trung thực hiện để đưa hoạt động đăng kiểm sớm trở lại bình thường, nhất là tại hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 1633 về việc thông tin buổi đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với người dân bị thu hồi đất tại huyện Long Thành. Theo đó, trong tháng 3 này, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án mở đường T1, T2, giao thông kết nối giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành với quốc lộ 51 tại trung tâm văn hóa xã Long An, huyện Long Thành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị báo Đồng Nai, đài phát thanh truyền hình Đồng Nai phải theo dõi kế hoạch, thực hiện thông tin tuyên truyền về thời gian, địa điểm, mục đích, ý nghĩa của buổi đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với người dân bị thu hồi đất. Cụ thể, phải nêu bật được ý nghĩa của buổi đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi, để qua đó thể hiện được sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo tỉnh đối với người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án mở đường T1 và T2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị báo, đài thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy trước 10 ngày khi tổ chức buổi đối thoại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo kế hoạch, đến năm 2025, đạt 100% thư viện công cộng cấp tỉnh, 70% thư viện công cộng cấp huyện, 40% thư viện công cộng cấp xã, 90% thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Đến năm 2025, đạt 100% thư viện công cộng cấp tỉnh, 60% thư viện công cộng cấp huyện, 20% thư viện công cộng cấp xã, 90% thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, số lượt người sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết tăng bình quân 10% mỗi năm. Đến năm 2030, tăng bình quân từ 10 đến 15% mỗi năm. Thưa quý vị, hiện nay, nông dân huyện Nhân Trạch, Đồng Nai đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân năm 2022-2023. Theo ghi nhận, đa số người trồng lúa đều trúng mùa, trúng giá, thu về lợi nhuận cao. Những ngày này, không khí thu hoạch lúa đông xuân năm 2022-2023 trên địa bàn huyện Nhân Trạch sôi động hẳn lên. Máy gặt đập liên hợp hoạt động liên tục, bà con vui mừng vì lúa được mùa, được giá. Ông Phạm Thế Hùng, khu Mỹ Khoang, thị trấn Hiệp Phước, sản xuất trên 7 hectare lúa, vui mừng khi lúa đạt năng suất 6,5 tấn 1 hectare mà giá lúa ở mức cao. Năm nay bà con mình rất là phấn khởi, khác hơn các năm trước rất nhiều. Năm nay cái giá lúa cả tê á, là nó là 8.600 hiện nay, còn lúc đầu nó hơn một miếng. À, hiện nay, hiện thời là giờ lúa khô là 8.600 một ký.
600 kg cho một sào. Trong một sào một ngàn mét vậy đó. Mấy năm trước phân chỉ 500-600 thôi, nay nó lên 900 và 1 triệu. Thì cái phân nó tăng lên thì bà con mình phải cái lãi của mình nó phải giật trở lại một miếng. Chứ không phải như lúc trước được. Nhưng mà giá lúa nó cũng trượt là trậu miếng mình cũng còn được, cũng còn không đến đổi. Nó vậy chứ còn giá lúa mà nó hạ thấp mà phân nó lên cao thì bà con âu lo. Phân nó hạ xuống ít miếng, nó không còn giữ cái giá mà 1.900.000 bao nữa thì bà con mình phấn khởi. Cái chỗ phân quan trọng, chỗ phân bị xài rất nhiều. Phân là xài nhiều, còn thuốc thì nó lên chút đỉnh mình xài không nhiều, nhưng phân xài rất nhiều. Mình muốn giá phân, giá hành mềm chút xíu nữa thì bà con cũng mong muốn vậy. Trong vụ đông xuân 2022-2023, nông dân huyện Nhân Trạch đã xuống giống 1.700 hectare. Hiện nay bà con đã thu hoạch trên 800 hectare với năng suất đạt từ 6 đến 7 tấn một hectare. Dự kiến đến hết tháng 3 năm 2023, bà con sẽ thu hoạch dứt điểm. Ghi nhận tại các ruộng lúa, đa số bà con sử dụng giống lúa mới chất lượng cao, nên giá thành của sản phẩm luôn bán được giá. Nhìn chung trong vụ đông xuân này thì bà con khá phấn khởi trong cái thời tiết thuận lợi, cũng như nước đầy đủ, không có ảnh hưởng mặn. Thì đa số bà con cũng khoảng 50% thì bà con làm cái giống ST25. Số còn lại thì làm giống OM18 và Đài Thơm 8 cũng như OM4900. Nhìn chung các giống này đều là giống chất lượng cao. Riêng giống ST25 thì năm nay bà con làm khá phổ biến do thương lái cũng ưa chuộng. Đặc biệt trong vụ đông xuân này thì chất lượng gạo bà con đã thu hoạch và nấu ăn thì rất là ngon. Đây là năm thứ 5 các vùng lúa ven sông Đồng Nai của huyện Nhân Trạch tổ chức xuống giống sớm nên không ảnh hưởng tình trạng xâm mặn ở cuối vụ. Bên cạnh đó, nông dân đã thực hiện cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch vào sản xuất, chủ động sản xuất, không để tình trạng thiếu nhân công thu hoạch như những năm trước đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.